Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, loạt trận sớm vòng 3 V-League đã ghi nhận sự phất cờ của Bình Định và Thanh Hóa. Những đội bóng không được xếp vào diện ứng viên cho chức vô địch nhưng đang dẫn dắt giải đấu. Tất nhiên còn quá sớm để khẳng định được điều gì đó, nhưng với việc sớm lao lên phía trước thì Bình Định và Thanh Hóa có thể tìm kiếm lợi thế không hề nhỏ ở trong cuộc đua khắc nghiệt này. Khi mà ban lãnh đạo câu lạc bộ Thanh Hóa tuyên bố là sẽ tấn công và chơi dâng hiến ở mùa này, nhiều người đã tỏ ra băn khoăn họ không hiểu là thanh hóa dâng hiến bằng cách nào và họ làm sao để chuyển vai từ đội bóng hài lòng với kết quả trụ hạng thành một tập thể giàu tham vọng nói thế là bởi thanh hóa không có nhiều thay đổi về nhân sự so với mùa giải trước về cơ bản thì họ vẫn giữ bộ khung cũ quan điểm quản trị và sự đầu tư cũng cũ điểm khác biệt lớn nhất chính là việc dẫn dắt thanh hóa bây giờ là ông thầy ngoại mới trẻ trung hơn Ấy vậy mà Thanh Hóa lúc này tạm dẫn đầu cuộc đua với ba trận bất bại, một kết quả dù rằng là tạm thời nhưng vẫn có thể khiến cho những người yêu bóng đá xứ Thanh phải tự hào. Không giống như Thanh Hóa vốn đi lên từ sự chất chiêu và ổn định, Bình Định từng được ví là đại gia mới nổi của bóng đá Việt Nam. Hàng trăm tỷ đồng đã được họ đổ vào thị trường chuyển nhượng với hy vọng là sẽ tạo ra được một đỉnh quyền lực mới. Thực tế thì Bình Định đã có được tấm huy chương đồng ở mùa giải trước sau nhiều năm chờ đợi thế nhưng những biến động ở cấp thượng tầng khiến cho đội bóng này phải chia tay hàng loạt hảo thủ bây giờ thì dù rằng bình định vẫn có được bộ khung ổn định và đáng gờm nhưng nhiều người đã gạch tên họ khỏi danh sách ứng viên vô địch tuy thế chiến thắng tối hôm qua có thể khiến cho những ai mất lòng tin vào bình định phải thay đổi suy nghĩ rằng là dù tổn hao lực lượng thế nhưng bình định vẫn là đội bóng không dễ dàng gì bị khuất phục và đầy đủ năng lực để tạo ra được những bất ngờ cho giải đấu bóng đá luôn tồn tại bất ngờ một đội bóng hoàn toàn có thể chen chân vào cuộc đua vô địch nếu như khởi đầu thuận lợi việc thanh hóa và bình định những tập thể có nội lực nhanh chóng lao lên phía trước để có thể mang đến những kịch bản ít ai dám nghĩ đến nhưng cũng chính sự bất khuất và ngẫu hứng của họ lại là sự tích gió cho những cơn bão có sức mạnh vô song và thay đổi cục diện cuộc đua ở v league cũng ở vòng 3 này, người hâm mộ đã cảm thấy bất ngờ khi mà tân binh của V-League 2023 là câu lạc bộ Công an Hà Nội đã nói lời chia tay với tiền đạo ngoại binh người Brazil Fred, tác giả của cú hat trick trong chiến thắng 5-0 trước topland Bình Định ở ngày khai màn mùa giải. Thông tin này khiến cho nhiều người khó hiểu bởi chân sút người Brazil chính là cái tên tỏa sáng với 3 bàn thắng mang về chiến thắng 5 sao của Công an Hà Nội trước Bình Định. Theo như tìm hiểu thì Fred bị đội bóng lực lượng vũ trang thanh lý sớm hợp đồng bởi liên quan đến tiền sử chấn thương gối. Cụ thể là sau khi có màn chào sân ấn tượng bằng 3 pha lập công ở ngày khai màn thì Fred đã dính chấn thương và không thể ra sân trong trận đấu gặp Hà Nội FC ở vòng thứ hai. Sau khi cân nhắc, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã quyết định có sự thay đổi nhân sự ở vị trí ngoại binh này. Fred đã bị thanh lý hợp đồng và thay vào đó thì công an Hà Nội chiêu mộ tiền đạo Almeida Elton, người từng trưởng thành từ đội trẻ của Arsenal từ năm 2008 đến 2013. Anh cũng có thời gian ký hợp đồng với câu lạc bộ nổi tiếng Club Brugge của Bỉ nhưng không được ra sân một phút nào. Sau đó thì Elton thi đấu cho Braga B của Bồ Đào Nha, Lausanne của Thụy Sĩ, Legnica của Ba Lan. Bên cạnh đó thì Elton cũng từng thi đấu một số ít trận cho U19, U20 và U21 của Bồ Đào Nha. Sự xuất hiện của Elton được kỳ vọng là sẽ mang đến luồng gió mới ở trên hàng tấn công của câu cô lạc bộ Công an Hà Nội. Ở trận trước khi đối đầu với Hà Nội FC, các ngoại binh của Công an Hà Nội đã không thể hiện được nhiều. Lúc này, ba ngoại binh của Công an Hà Nội thi đấu ở giai đoạn 1 V-League 2023 sẽ gồm có Rodriguez, Clay và Elton. Hơn 30 năm trước, Công an Hà Nội và Thể công, tiền thân của Viettel hiện tại đã cống hiến những trận derby thủ đô đầy hấp dẫn, kịch tính và chất lượng. Sau 30 năm, với sự trở lại mạnh mẽ đến từ Công an Hà Nội cùng với lực lượng tài năng trẻ của Viettel, màn so tài giữa đôi bên hứa hẹn là sẽ tái hiện một quá khứ hào hùng. Đã rất lâu rồi giải bóng đá vô địch quốc gia mới chứng kiến màn so tài giữa hai đại diện đến từ bóng đá ngành công an và quân đội. Hơn 30 năm trước, những trận derby thủ đô giữa Công an Hà Nội và thể công đã đem đến cho người hâm mộ những trận cầu sôi nổi và hào hùng. Sân hàng đấy một thời luôn đầy ắp khán giả đến sân. Thế hệ 6X, 7X và phần nào đó là 8X có lẽ vẫn còn động lại trong ký ức về một vũ minh hiếu tinh tế trong những pha xử lý. Lưu Thanh Châu leo biên với tốc độ cao, Phạm Minh Đức lên công về thủ bên phía công an Hà Nội hay là Hải Biên dẻo dai ở bên hành lang biên, Thạch Bảo Khanh với cái chân trái cực ngoan hay là Vũ Công Tuyền miệt mài ở vị trí trung phong của thể công. Sau 3 thập kỷ, màn trình diễn hứa hẹn đỉnh cao giữa hai đại diện bóng đá ngành công an và quân đội mới được tái hiện ở sân chơi V-League, tên gọi của giải vô địch bóng đá quốc gia hiện giờ. Công an Hà Nội sau một quãng thời gian đầu tư nghiêm túc thi đấu tập trung đã trở lại sân chơi chuyên nghiệp. Hơn thế nữa, ở thị trường chuyển nhượng vừa qua, với hàng loạt bản hợp đồng chất lượng, Công an Hà Nội đã vươn mình trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch V-League. Viettel hậu duệ của thể công với dàn cầu thủ trẻ cùng với tinh thần nhà binh đã và đang là thế lực của giải bóng đá số 1 Việt Nam. Hẳn nhiên màn so tài giữa đôi bên cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ hiện tại cũng như với các cổ động viên gạo cội muốn gọi lại ký ức một thủa hào hùng trong các trận derby thủ đô cách đây khoảng 30 năm về trước. Lực lượng của đội bóng ngành công an hiện tại khiến cho bất cứ đối thủ nào ở V-League cũng phải dành sự tôn trọng Ngoài những cầu thủ có thâm niên ăn cơm tuyển, công an Hà Nội còn khiến cho nhiều đội bóng ở V-League phải ao ước khi sở hữu dàn ngoại binh chất lượng. Theo như cập nhật từ chuyên trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt thì đội bóng dưới tay huấn luyện viên Foyani có tổng giá trị đội hình đứng thứ hai ở giải quốc nội với giá 3,75 triệu euro, chỉ sau Hà Nội FC là 4,19 triệu euro. Cũng trước trận đấu với Viettel, công an Hà Nội đã bất ngờ thay đổi ngoại binh như đã nói ở đoạn trước video này. Điều này càng khẳng định tiêu chí của câu lạc bộ Công an Hà Nội dưới thời huấn luyện viên Paolo Foiani đó là đề cao tính tập thể, hiệu suất ở trên sân. Bất cứ cá nhân nào chưa phù hợp hoặc là không đảm bảo được các tiêu chí ra sân thi đấu thì đều sẽ bị thay thế. Nhìn về phong độ hiện tại, Công an Hà Nội sau chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Topelan Bình Định đã phải trở lại mặt đất sau khi thua tâm phục khẩu phục 0-2 trước câu lạc bộ Hà Nội thất bại này chứng tỏ rằng công an hà nội vẫn còn có những vấn đề cần phải khắc phục nếu như muốn vươn mình trở thành một thế lực mới ở tại v league vấn đề của tân binh v league có lẽ là sự ăn khớp giữa các thành viên trong một đội sở hữu một tập thể với nhiều cầu thủ chất lượng song dường như là công an hà nội vẫn cần thêm thời gian để tạo ra được một tập thể thống nhất Điều này vốn không quá xa lạ trong bóng đá chuyên nghiệp, các cầu thủ vốn đến từ những môi trường đào tạo khác nhau, quen thuộc các chiến thuật thi đấu khác nhau, có thể nhanh chóng hòa nhập trong một tập thể mới, nhưng để họ phát huy 100% năng lực, thậm chí là hơn thế nữa thì không phải là điều dễ dàng. Có không ít đội bóng sở hữu dàn sao chất lượng song vẫn không có được kết quả thi đấu ấn tượng. Nếu như nhìn ra thế giới thì sẽ không khó để tìm thấy minh chứng cho điều này. Ví dụ như tại giải ngoại hạng Anh, Chelsea sau khi đổi chủ đã ném vào thị trường chuyển nhượng tới 600 triệu bảng, thế nhưng hiện tại cựu vương châu Âu đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Về phía Việt theo, đoàn quân trẻ tuổi của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh vẫn đang hòa bền vững với hai trận đấu với Hà Nội FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh hy vọng rằng đội bóng áo lính có thể tìm kiếm được thắng lợi đầu tay khi đối đầu với công an Hà Nội đánh bại một tân binh đầy tham vọng như đội bóng ngành công an hiển nhiên là minh chứng không thể tuyệt vời hơn cho binh đoàn trẻ đến từ Viettel, nhất là khi mục tiêu của họ năm nay là cạnh tranh chức vô địch. Hai trận đã qua ở V-League 2023 đã cho thấy câu lạc bộ Viettel cũng bộc lộ nhiều vấn đề. Sau khi có trận hòa đầy quả cảm trước Hà Nội FC, đoàn quân của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh lại có màn trình diễn khá thất vọng khi để đội bóng bị đánh giá yếu nhất giải là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa. Cũng giống như công an Hà Nội, Viettel cũng sở hữu nhiều nội binh chất lượng ở trong đội hình như Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng, Phan Tuấn Tài hay Nhâm Mạnh Dũng. Sự khác biệt giữa hai đội có lẽ sẽ đến từ các ngoại binh. Trong khi người hâm mộ công an Hà Nội có thể mong chờ sự tỏa sáng của bản hợp đồng mới, thì những ai yêu mến đội bóng quân đội cũng hy vọng rằng Giovane sẽ sớm bình phục sau khi gãy ngón tay. Dù thế nào thì trận đấu giữa Công an Hà Nội và Viettel cũng là một cuộc so tài đáng mong chờ nhất ở tại vòng 3 V-League 2023. Tại trận đấu diễn ra cùng giờ, Nam Định cũng sẽ tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai ở trên sân nhà. Sau những sự đầu tư chất lượng ở đầu mùa giải, Nam Định đang trở thành một hiện tượng năm nay khi đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đang là đội duy nhất giữ được mạch toàn thắng sau hai vòng đấu. Từ một đội bóng vất vả trụ hạng ở những mùa trước, Nam Định đang dần lột xác trở thành một tập thể có sức mạnh đáng gờm ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai sau khi chia tay một loạt trụ cột đang thể hiện một phong độ không mấy ấn tượng đội bóng phú núi mới chỉ có 2 điểm sau trận hòa trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và BKMX Bình Dương. Lần đầu tiên sau nhiều mùa giải, Nam Định được đánh giá là nhỉnh hơn Hoàng Anh Gia Lai. Chuyến làm khách ở tại sân Thiên Trường hứa hẹn sẽ là một hành trình khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Kia Tisak. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.